Xin chào các bạn, hôm nay dụng cụ nghề Hoàng Long xin giới thiệu các bạn các mẫu khuôn làm bánh hiện đang có tại cửa hàng Hoàng Long nha bạn. Ở đây tổng hợp thì mình cũng xin giới thiệu các bạn luôn, đầu tiên là khuôn bánh cá nha các bạn. Đây là khuôn bánh cá tay giật kỹ hai con các bạn ha. Nhìn rất là chi tiết mẫu con cá nha các bạn. Khuôn này làm tối đa là hai con, các bạn có thể nướng các khuôn này trên bếp ga, bếp điện, bếp than cũng được luôn các bạn. Còn đây là khuôn trứng gà non đây ha. Còn bên đây cái này là khuôn làm bánh kẹp cuốn nha các bạn. Nó các có hình caro trong đây chứ bạn ha, làm nên bánh kẹp cuốn. Ngoài ra các bạn có thể chiên trứng bằng chảo này cũng được. Đối với khuôn này thì bên mình có hai loại các bạn ha, một cái là đường kính là 21 cm và một cái là 17 cm các bạn. Đây là khuôn nhỏ hơn, đây là khuôn 17 cm. Nó đều như nhau hết nhưng là khác cái đường kính chảo thôi bạn ha. Cuối cùng là cái khuôn làm bánh bạch tuộc các bạn nha. Có 16 lỗ cho bạn ha. Đối với khuôn này thì được tặng thêm phụ kề, nó là các cái đầu để lấy bánh các bạn. Có thể đặt xuyên lên cái này các bạn ha. Lấy bánh ra. Hiện đang có sẵn tại cửa hàng dụng cụ nghề Hoàng Long các bạn ha. Nếu các bạn yêu thích khuôn này thì hãy liên hệ số tổng đài là 0917701001 để được đặt hàng. Hoàng Long có ship đi tỉnh nha các bạn. Khuôn rất là đẹp, bao bì đẹp các bạn ha, thể hiện được sản phẩm bên ngoài luôn.